Shop Xe 88 xin kính chào các bác. Chào mừng các bác quay lại kênh YouTube của Shop Xe 88. Hôm nay ngày 9 tháng 3 thì hiện tại Hà Nội đang bùng phát dịch Corona rất là kinh khủng. Thì những khách hàng ở xa, những khách hàng ở Hà Nội thì các bác hãy giữ an toàn một cách vệ sinh sạch sẽ cơ thể, cũng như là rửa tay, cũng như là tiếp xúc với người lạ nên xịt khuẩn để đảm bảo cho sức khỏe cho chính bản thân mình và cho toàn xã hội. Thì Shop Xe 88 tiếp tục bán những mẫu xe đạp thể thao, những xe đạp đua. Nhưng em nên khuyên các bác, nếu các bác ở khu vực Hà Nội thì bên em có dịch vụ ship tại nhà. Các bác có thể đặt hàng online bằng cách chat Zalo số 0936 307 317. Thì các bác sẽ cần mua mẫu nào, các bạn có thể gửi ảnh hoặc là hình ảnh của link video, link sản phẩm vào Zalo số đó để bên em chốt đơn giao tận nhà các bác đỡ phải ra ngoài tiếp xúc với người ngoài, làm cho cái dịch bệnh nữa sự các bác may lây nhiễm gây lây rất là nhiều người, một người mà lây ra tầm mấy nghìn người. Thì em khuyên các bác nên các bác cần mua hàng có thể đặt hàng online, bên em giao tận nhà, các bác kiểm tra hàng đúng mẫu mã thì các bác nhận, không thì có thể trả lại. Đây là dịch vụ bên em đang giúp cho các bác có thể là chống dịch Corona tốt nhất, thì các bác có thể chọn cho mình một chiếc xe đạp thể thao là phù hợp để các bác phải ra ngoài đường. Khi các bác ra ngoài đường thì các bác tiếp xúc rất là nhiều người, đây đang dịch rất là dã man, và hiện tại thì Hà Nội thì rất là nhiều người đã bị cách ly, thực sự rất là nhiều người cách ly. Thì các bác cần mua xe cứ alo cho tiếp con là 0933 522 186 hoặc truy cập website xe88.vn để đặt hàng tất cả mẫu xe. Đây là video nhằm thông báo đến tất cả khách hàng là đồng ý khách hàng tỉnh xa cần mua hàng cứ đặt hàng online, bên sẽ giao tận nhà để các bác để kiểm tra hàng, để các bác thanh toán cũng được, để các bác yên tâm như ở tại nhà cũng có thể đặt được xe, đỡ phải mất công đến cửa hàng. Cảm ơn các bác dành thời gian để xem video, để làm chia sẻ. Xin chào các bác.